Hôm nay Tâm phải quay cái rổ cấy này lên cho mọi người xem cái mẻ cấy hôm nay. Cả nhà nhìn này, 10 con như chục. Nó to, nó chắc. Quan trọng là nó rất là chắc, nhiều trứng. Cả nhà nhìn trứng này. Trứng cấy đỏ au vàng ươm. Nước cạn này nó rất là chắc cả nhà. Xé cái mai của nó ra nhìn cái gạch ở bên trong con cấy này. Nó vàng ong luôn. Hứa hẹn một cái mẻ mắm cay phải nói là cực đỉnh luôn đấy. Ngon không cả nhà? Rất tuyệt vời nhỉ. Trứng làm cái mẻ cay này sướng. Trời thương nên là trời lại mát trời cho Tâm rồi. Một yến nha cả nhà. Ai có nhu cầu đặt mắm thì đặt gạch luôn nhé. Tâm Minh Tâm nhận ship hàng toàn quốc mắm cấy Minh Tâm. Bận rộn luật quật giờ cũng xong cả nhà. Ai cần thì cứ liên lạc với Tâm nha. Mắm cấy Minh Tâm phục vụ chị em mọi lúc mọi nơi.